dự phòng lây truyền liên cầu B từ mẹ sang con. Liên cầu khuẩn nhóm B, GBS là gì? Group B Streptococcus, GBS là một loại vi khuẩn có trong cơ thể chúng ta và thường là vô hại. Vi khuẩn GBS có thể tái nhiễm và tự khỏi mà không cần điều trị. Đây không phải là bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục. Ước tính có khoảng 2-4 trong số 10 phụ nữ có vi khuẩn GBS trong âm đạo trực tràng. GBS và trẻ sơ sinh. Trong số những phụ nữ mang thai nhiễm GBS, khoảng 50% sẽ truyền từ mẹ sang con. Tuy nhiên, chỉ có 1-2% bị bệnh, nhưng lại là các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm như nhiễm trùng máu, viêm màng não và viêm phổi và xảy ra sớm chủ yếu 12-24 giờ sau sinh. Ngay cả khi được điều trị tích cực thì nguy cơ tử vong hay di chứng cũng rất cao. Các bước sàng lọc để giảm nguy cơ GBS lây truyền đến em bé. 1. Bạn sẽ được bác sĩ khám và lấy mẫu xét nghiệm ở tuổi thai 36 tuần đến 37 tuần 6 ngày cùng thời điểm làm hồ sơ đăng ký sinh tại bệnh viện. Nếu bạn đã được xác định nhiễm GBS trong nước tiểu hoặc đã từng sinh con bị nhiễm GBS, bạn sẽ không phải làm lại các xét nghiệm này nữa. 2. Kết quả xét nghiệm sẽ có từ 4 đến 7 ngày. Bạn có thể đến lấy kết quả trực tiếp tại phòng khám ban đầu hoặc tra cứu trực tuyến trên website hoặc ứng dụng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Trong trường hợp kết quả xét nghiệm GBS là dương tính, bệnh viện sẽ chủ động gọi điện trực tiếp để thông báo kết quả và tư vấn. 3. Bạn sẽ được tư vấn và điều trị ngay cả khi bạn chuyển dạ trước khi có kết quả xét nghiệm. Điều trị dự phòng lây truyền GBS từ mẹ sang con. Nếu bạn nhiễm GBS và không điều trị, tỷ lệ mắc bệnh của trẻ sơ sinh sẽ là 1 trên 100 đến 200. Nếu được điều trị, tỷ lệ là 1 trên 4.000. Nếu bạn có kết quả dương tính hoặc được biết là có yếu tố nguy cơ với GBS, bạn sẽ được tiêm kháng sinh khi chuyển dạ vỡ ối để dự phòng lây truyền từ mẹ sang con. Kháng sinh dự phòng GBS trong chuyển dạ theo khuyến cáo của CDC 2010. Chỉ định tiêm kháng sinh dự phòng GBS, tiền sử sinh con nhiễm GBS, có GBS trong bệnh phẩm dịch âm đạo hay nước tiểu trong thai kỳ này. Sàng lọc GBS trong bệnh phẩm dịch âm đạo dương tính ở tuần thai 35-37, không rõ tình trạng nhiễm GBS khi chuyển dạ và một trong các triệu chứng. Chuyển dạ trước 37 tuần, vỡ ối trên 18 giờ, nhiệt độ lớn hơn 38 độ C. Có biểu hiện nhiễm GBS thai kỳ trước, trừ khi có chỉ định tiêm phòng ở thai kỳ này. Có GBS trong bệnh phẩm dịch âm đạo hay nước tiểu thai kỳ trước, trừ khi có chỉ định tiêm phòng ở thai kỳ này. Sàng lọc GBS dịch âm đạo âm tính, bất kể có yếu tố nguy cơ trong chuyển dạ hay không. Đẻ mổ khi màng ối còn nguyên vẹn, bất kể tình trạng nhiễm GBS hay tuổi thai. Kháng sinh dự phòng trong chuyển dạ. Penicillin là lựa chọn hàng đầu, có thể dùng ampicillin thay thế. Sản phụ dị ứng nhẹ với penicillin có thể thay thế bằng cefazolin. Nếu dị ứng mạnh với penicillin có thể thay thế bằng vancomycin hoặc clindamycin. Sàng lọc và phát hiện những phụ nữ mang thai nhiễm GBS là điều quan trọng để được tư vấn và điều trị, giúp giảm nguy cơ lây truyền GBS từ mẹ sang con.